cái tên Hiếu Rôn những ngày này được dân mạng nhắc đến rất nhiều sau lùm xùm cùng nhóm gamer thủ khỏa thân chạy xe máy trên đèo Mã. Bốn gã nam nhi sau đó đã nhận về nhiều lời chỉ trích vì hành động quá lố và phản cảm. Đứng trước luồng ý kiến trái chiều, Hiếu Rôn đã khóa trang cá nhân rồi sau đó thông báo giải nghĩa nguyên nhân cởi đồ là để bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, Hiếu Rôn còn cho rằng có thể là cơ thể mình quá xấu cho nên khi khỏa thân mới bị phản ứng độc ác rồi như vậy. Tuy nhiên, dù là giải nghĩa cỡ nào thì tập thể mạng vẫn không thôi khó chịu và liên tiếp ném vào Hiếu Rôn cũng nhóm người đi cùng những lời nói khá nặng nề. Hiếu Rôn sau đó thì giữ nguyên sự lặng ngắt và dân tình thì cũng dần lắng xuống hơn. Những tưởng sự việc đến đây là hoàn thành thì cách đây ít giờ, trên mạng thôn hội lại nối tiếp lan truyền hình ảnh Hiếu Rôn ngôi lên và đăng nhập cuộc giảng dạy một lớp học về khủng kinh hoàng truyền thông. Điều khiến người xem sốc hơn cả là Hiếu Rôn đã lấy hình ảnh minh họa là bốn chú lợn đi phượt làm giáo cụ trực quan sinh động. Nhìn ảnh, nhiều người nhận ra cách minh họa này trùng khớp với một trong số các bức ảnh chế lại Hiếu Rôn và gamer thủ bè, lan truyền trên mạng thôn hội cách đây ít ngày. Ngay lập tức, loạt ảnh nối tiếp trở thành đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn. Đa phần người xem cho rằng anh Hiếu thật dũng cảm khi dùng chính bản thân để minh họa cho bài giảng. Một số khác thì lại soi khá kỹ nội dung được in trên leader của Hiếu với tiêu đề tạo khủng kinh hoàng và khủng kinh hoàng chủ động. Theo đó, ở phần khủng kinh hoàng chủ động, leader có viết về câu xác định nguồn đối tượng chính là ta, người sẽ tấn công ta là người ghét ta, rủi ro gặp gỡ phải sẽ là tạo hình ảnh xấu. Nhưng cần thiết nhất là một xác định cơ hội, được lợi gì thì Hiếu Rôn đề xuất luôn đó là tên tuổi và thông điệp môi trường. Khi xem đến đây, nhiều người đã ngờ những lời tạm kết luận lúc trước về vụ khỏa thân của Hiếu Rôn là chiêu trò lộ liễu có lẽ đã đúng đắn đến 80%. Nhóm của Hiếu chắc là đã lên kế hoạch cùng nhau để tạo nên vụ lùm xùm này nhằm mục đích đổi lại tên tuổi như trong bài giảng của mình hay chăng?